phát biểu của công ty DataPost, lễ ký kết trao mã chuyển phát bưu điện và báo hiệu Đức Hòa Thượng Tiến sĩ Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo thành kính giới thiệu Ủy viên Thường trực Hội đồng. Tạp chí Văn hóa Phật giáo là cơ quan ngôn luận của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Văn hóa Phật giáo nhìn đẹp đẹp trong văn hóa Việt Nam, tôn vinh truyền thống văn hóa nhân bản của dân tộc Việt Nam, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ cho nội dung tạp chí, đưa các giá trị tư tưởng đạo đức và các công trình nghiên cứu khoa học. Vâng, xin nha, tạm đọc, kính mời. Tạp chí Văn hóa Phật giáo là cơ quan ngôn luận của Trung ương Tạp chí Văn hóa Phật giáo, được giới chuyên môn đánh giá là có giá trị học thuật, xứng tầm, có ý nghĩa, giúp tụng lành tốt đời đại đạo. Với những thành tựu đó, ngày 18 tháng 8 năm 2020, nhà bản quy phạm pháp luật Việt Nam định danh là mã số chủ quốc tế, được cấp bởi một hệ thống các trung tâm quốc gia ISSN. Đây là một bài báo khoa học đã được tính điểm khoa học. Điểm này sẽ gia tăng độ uy tín của nhà nghiên cứu. Điểm này còn có cơ sở dùng để tính điểm nghiên cứu khoa học khi tác giả đăng ký. Thì sẽ có một vị cố vấn khoa học. Thực chất đó là chủ tịch hội đồng khoa học. Nhưng khi các giáo sư tiến sĩ để cùng nhau đánh giá và có một cái điểm khách quan, bởi vì không... Công thỉnh Thượng tọa Thích Phước Nguyên trở lại vị trí Thượng tọa Minh Nhẫn ở lại để đón ban ni giới trung ương cùng chư tôn đức ni ban phân ban ni giới trung ương. Kính bạch đại chúng thân, tiếp theo và con thỉnh hòa thượng quan lại dương cao một tràng vỗ tay thật dài, thật lớn và lớn hơn nữa. Chúng ta hãy cho một tràng vỗ tay thật dài, thật lớn và lớn hơn nữa, hướng tới một tương lai tốt đẹp. Vâng, đang đại diện cho tạp chí Văn hóa Phật Hồ Chí Minh là bà Lê Thanh Trà và đại diện cho công ty DataPost. Trân trọng kính mời các vị đứng vào để chụp và bao vây.